Hôm nay vợ chồng em đi tham dự một bữa tiệc của một người bạn được tổ chức ở Sky Bar, nằm trên tầng 16 của tòa nhà, ngay trung tâm thành phố Bangalore, Ấn Độ, nên có thể nhìn ngắm toàn cảnh thành phố về đêm rất là chill chill luôn ạ. Nhưng mà người bạn đặt riêng một cái phòng bên trong để tổ chức tiệc. Chút xíu em sẽ quay sau nha mọi người. Em sinh sống ở Ấn Độ gần 3 năm rồi, tham gia rất nhiều những bữa tiệc lớn nhỏ khác nhau. Trước khi đi tham gia bữa tiệc thì mẹ bầu không quên sử dụng nước hoa cho thơm và tự tin hơn ạ. Đây là set nước hoa thuần chay hữu cơ, gồm 4 chai nước hoa cỡ nhỏ, đáp ứng nhiều trải nghiệm khứ giác từ hương trái cây, hương hoa đến hương gỗ phương Đông và rượu ngọt ngào ạ. Bộ khám phá này hoàn hảo cho các chị muốn thưởng thức những cái loại nước hoa mắc tiền sang trọng mà không cần phải mua chai cỡ lớn ạ. Một set nước hoa gồm 4 chai nước hoa cỡ nhỏ như thế này chỉ có 650k giá tại Việt Nam rồi ạ. Inbox cho em liền nha các chị yêu. Đây là không gian riêng bên trong mà người bạn đặt để tổ chức tiệc riêng đây ạ. Sau gần 3 năm sinh sống tại Ấn Độ và được tham dự rất nhiều những cái bữa tiệc lớn nhỏ khác nhau thì em thấy người Ấn Độ cực kỳ là thích tiệc tùng, thích nhảy và uống rượu và rất chịu chi cho các bữa tiệc. Ở đây thì họ uống rượu Tây, rượu mạnh rất là nhiều cho nên chi phí cho rượu, cho đồ uống còn đắt tiền hơn cả đồ ăn như cả nhà. Tất nhiên thì tùy vào điều kiện kinh tế, các mối quan hệ bạn bè khác nhau mà tổ chức những cái bữa tiệc khác nhau ạ. Em đã tham gia những cái bữa tiệc như là tổ chức tại nhà nè, tổ chức ở nhà hàng, quán bar, resort vân vân. Nhưng có một điểm chung là họ rất là thích tổ chức tiệc ở không gian riêng tư, không dùng chung không gian với những cái vị khách khác ạ. Cho nên là cực kỳ là thoải mái, tận hưởng vui vẻ, ăn uống nhảy múa với nhau. Chắc có thể là Ấn Độ đông dân hay là bạn bè, các mối quan hệ của chồng em đều là dân kinh doanh, nên là bữa tiệc nào thì em cũng thấy rất là đông người, ít nhất cũng 100, 200 người, 400, 500 hay thậm chí là hơn 1.000 người trở lên là bình thường ấp cả nhà. Mọi người uống rượu vào hơi tây tây thì nhảy rất là sung, còn bé bầu thì chỉ ngồi cái ghế ở quầy bar này tận hưởng chiêu chiêu thôi nha. Các bữa tiệc này họ tổ chức ra để tạo dựng những cái mối quan hệ kinh doanh, cũng như có thể là thể hiện họ có nhiều mối quan hệ với người này, người kia nè. Vì đa số vợ chồng em tham dự các bữa tiệc thì đều gặp rất là nhiều người quen luôn nha. Hôm bữa em quay cái video khui quà tiệc baby shower của vợ chồng em thì nhiều chị bình luận nói là các mối quan hệ của chồng em nhìn có vẻ khá giả, vậy tại sao lại đi quà ít hoặc thế này thế kia. Thì em xin chia sẻ như thế này nhé. Ở Ấn Độ, từ tiệc sinh nhật, đám cưới, baby shower vân vân, tất cả những cái bữa tiệc thì người ta đều không đi tiền, đều không đi quà đâu ạ. Chỉ thỉnh thoảng một số ít những cái người cực kỳ là thân thì họ mang bó hoa hoặc là một chai rượu. Tại vì cái đặc trưng của tiệc baby shower nên một số người bạn tặng cho em những cái món quà cho mẹ và bé. Ở đây họ tổ chức những cái bữa tiệc ra không phải để mong đợi mọi người đi tiền hay đi quà đâu ạ, mà mọi người dành thời gian đến chung vui và tận hưởng vui vẻ với nhau. Họ đến đã là một sự trân quý và rất là vui rồi ạ. Cho nên người Ấn người ta phải chi một số tiền không nhỏ cho các bữa tiệc, đặc biệt như là đám cưới mọi người ạ. Đám cưới không có tiền mừng cho nên nhiều người họ phải chi 1/2, 1/3, 1/4 tài sản để chỉ để tổ chức đám cưới thôi đó cả nhà. Hoặc có nhiều người họ phải để dành rất là nhiều năm để có thể tổ chức được một bữa tiệc đám cưới hay là những cái bữa tiệc lớn khác. Không gian ngoài kia là ăn, uống, những cái món khai vị nhẹ. Còn đây là không gian bên trong phòng riêng để chút xíu khi mà tàn tiệc 12 giờ đêm thì mọi người sẽ vào không gian này để ăn tối nha cả nhà. Nhưng mà vì bầu bí ngồi lâu mệt cho nên vợ chồng em về sớm ạ. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.